Hồng lên linh cữu của anh Hùng, sau đó có lời ca tiếng hát để chia buồn cùng gia đình đã mất đi một người yêu quý nhất trong gia đình. Một bài hát được mang tên Trống Loạn Thanh Long Thành của soạn giả nghệ sĩ nhân dân Diễn Châu, xin gì cùng thưởng thức ạ. Dạ, cảm ơn. Ba buồn ơi nhẹ chẳng tiếng. Lòng sắp mơ quy danh sắp tàn, đời ta nát ta. Nhưng không, hoàng diệu này sẽ dẹp tan hồi trong đó là ta muốn kéo dài trận chiến để sẵn sàng chỉnh đốn quân binh. Vậy ba quân giáo hãy gom sẵn quán hơn đến đâu gom ngọn giáo với tất cả niềm tin. Nếu mà thành quách đổ tan, hãy bơi gặp dùng mà
đi đi mà hầu đi, đừng chân chân đừng vũ dữ đừng đổ lệ khóc thương ta, hãy tìm tố lại đức vua rằng ta hoàng diệu không về nữa. Lòng rời bỏ lúc nguy nan, nhưng ba quân ơi giờ đây không còn con đường nào khác hơn là hãy xa đi để bảo toàn lực lượng, gom tàn quân chờ đợi một thời cơ để kiếm lại Thăng Long thành. Dạ xin cảm ơn.